Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với bản tin S News và hãy cùng với mình cập nhật tin tức đáng chú ý có trong ngày hôm nay, ngày 7 tháng 2. Nam ca sĩ Thanh Duy mới đây đã bất ngờ tiết lộ về tình trạng tồi tệ của bản thân mà anh gặp phải. Anh cho rằng là anh đã gần như bị quấy rối tình dục hàng ngày và điều này đã làm cho rất nhiều người cảm thấy lo lắng và xót xa cho Thanh Duy. Ca sĩ Thanh Duy có tên đầy đủ là Phạm Trần Thanh Duy, anh sinh năm 1986. Khán giả bắt đầu biết đến Thanh Duy kể từ khi anh tham gia cuộc thi Việt Nam Idol 2008. Đến 2015, tên tuổi của Thanh Duy được nhiều người biết đến hơn nữa khi anh giành ngôi vị quán quân của chương trình Gương Mặt Thân Quen. Lúc này có rất nhiều khán giả hâm mộ Thanh Duy và luôn ủng hộ từ đó đến nay trên con đường sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, mới đây Thanh Duy đã làm cho rất nhiều người không khỏi bàng hoàng và xót xa khi anh đã đăng tải một dòng trạng thái bằng tiếng Anh. Tạm dịch, tôi gần như bị quấy rối tình dục hàng ngày, điều đó không ổn chút nào và hoàn toàn kinh tởm. Ngay lập tức, bài đăng này đã thu hút rất nhiều sự chú ý, nhiều người bày tỏ sự lo lắng với Thanh Duy. Vốn biết rằng giới showbiz rất phức tạp, rất nhiều cạm bẫy và rủi ro phải đánh đổi, nhưng không thể ngờ được có một ngày Thanh Duy yêu quý của chúng ta lại là nạn nhân. Em cảm thấy thế nào rồi? Bất ổn như thế nào phải lên tiếng nhé, mọi người sẽ bảo vệ em. Ôi anh ơi, có thật không vậy? Anh nói gì đi ạ? Nếu là sự thật thì điều này quá kinh khủng đối với anh. Tại sao anh lại phải bị giày vò hàng ngày cơ chứ? Thương anh quá. Tuy nhiên, ngược lại cũng có một vài ý kiến bày tỏ sự nghi ngờ, cho rằng đây có thể không phải là sự thật, mà chỉ là Thanh Duy đang thu hút sự chú ý để PR cho bài hát mới nào đó của anh. Hiện tại thì chia sẻ về chuyện bị quấy rối tình dục của Thanh Duy vẫn đang được chia sẻ trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Mọi thông tin liên quan sẽ được S News cập nhật nhanh nhất tới cho các bạn. Ngoài ra thì các bạn cũng đừng quên subscribe cho S News.